Dây mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện và xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép phát hiện được lên tới hàng nghìn gigabyte. Trong đó thì có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm. Hiện thì tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân vẫn diễn ra tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều hình thức biến tướng được các đối tượng xấu thực hiện một cách tinh vi. Ngay sau khi nhập số điện thoại cần tìm kiếm thông tin và một chatbot trên Telegram, người dùng chỉ cần bỏ ra $1 để được cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu số điện thoại đó. Sử dụng chatbot để thực hiện giao dịch là một trong những thủ đoạn mua bán dữ liệu mới với độ ẩn danh cao, thanh toán bằng tiền mã hóa, rất khó truy vết. Một công bố mới nhất của công ty an ninh mạng Viettel cho thấy, chỉ trong nửa đầu năm nay đã có 46 vụ lộ lọt giao bán dữ liệu, 13 triệu bản ghi bị giao bán, hơn 12,3 GB mã nguồn bị lộ lọt. Xuất phát từ cái việc là hệ thống thông tin không được bảo vệ một cách đầy đủ an toàn và kẻ xấu hay là tin tặc có thể truy cập vào những hệ thống như vậy, lợi dụng những cái điểm yếu và từ đấy là trích xuất dữ liệu ra và giao bán. Song song với bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là người dân hay là người dùng dịch vụ chưa thực sự cảnh giác trong cái việc là cung cấp thông tin cá nhân, dẫn đến là cung cấp thông tin lên những cái ứng dụng, những cái dịch vụ giả mạo thay vì những dịch vụ chính thống, dẫn đến là người dùng dịch vụ như vậy tự làm lộ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng. Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng xấu tiến hành có hệ thống, tổ chức. Bên bán thậm chí cam kết bảo hành, có khả năng cập nhật và trích xuất dữ liệu theo yêu cầu của người mua. Nhiều công ty được thành lập mới, đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật, chuyên thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để kinh doanh, thu lợi nhuận. Với các cái tổ chức mà có cái lượng dữ liệu lớn, ví dụ như là các công ty viễn thông, ngân hàng, tổ chức giao dịch thương mại điện tử thì cần có sự phân loại, phân lớp và trong đó có những cái dữ liệu tuyệt đối phải không được chia sẻ. Có những dữ liệu nào được phép chia sẻ theo quy định của pháp luật, có những dữ liệu nào thì được công khai. Rồi mức độ nhạy cảm của các dữ liệu khác nhau thì từ đấy sẽ có những cái đầu tư và có những cái chiến lược để phòng thủ bảo vệ an ninh dữ liệu một cách phù hợp. Vấn nạn lừa đảo trực tuyến hay bùng phát của gọi quảng cáo tràn lan thời gian qua chính là hệ lụy từ tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân. Bên cạnh giải pháp về kỹ thuật thì cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc rà soát, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua bán, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm khắc các vụ việc được phát hiện. Để hạn chế tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân thì luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng đã được xây dựng. Đây được đánh giá là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này.